Cửa hàng Hiếu Minh Audio xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh Audio tiếp tục lại lên hình để giới thiệu đến các bác và anh em về một mẫu đẩy công suất lớn mà bên cửa hàng em mới về. Nhắc tới những mã đẩy của hãng PS Audio thì bên em đã về rất là nhiều những mã, như là dòng series LA thì có là LA1204 này, 1804 này, 904 này, và dòng vừa em mới review cách đây 1-2 hôm là 1504. Và tiếp theo ngày hôm nay sẽ là một dòng công suất lớn tiếp theo, đó là một dòng đẩy PS Audio LA1804 phiên bản mới nhất của năm 2023 mà bên cửa hàng Hiếu Minh bên em mới về để giới thiệu đến các bác và anh em. Thì đối với dòng series này, series LA1804 này, công suất mỗi kênh sẽ là 1500W một kênh nhé các bác nhé. Thì đối với dòng đẩy công suất 1500W một kênh này thì các bác có thể đánh tốt một quả loa full đôi coi 75, 76 trở lại, đánh rất là ok. Hoặc các bác có thể đánh tốt một cặp loa array một kênh coi 75, 76, hoặc chơi những quả súp đơn coi 115 đổ lại ở trên dòng đẩy này nhé. Đánh và đặc điểm ở trên những dòng đẩy PS ấy, độ bền cao và độ trâu bò cũng rất là cao ở trên những dòng đẩy PS này, đã được rất là nhiều các bác và anh em tin dùng, sự kiện tin dùng nhé. Đấy, thì hôm nay là dòng đẩy này là size 3U các bác nhé, size 3U. Đấy, thì em giới thiệu đến các bác về dòng đẩy này. Rồi, bây giờ em sẽ review qua cho các bác về dòng đẩy PS Audio LA1804 này. Về phần form thiết kế bên ngoài thì nó vẫn giữ nguyên được cái form thiết kế giống với dòng đẩy LA1504 hay là LA1204. Đấy, thì mẫu nó gần như nhau, nó giống nhau nha các bác nhé. Bên tay trái là sẽ là PS Audio này, bên tay phải sẽ là LA1804. Và hai cái khay tản nhiệt này thì các bác có thể tháo ra, vệ sinh rất là dễ dàng nhé các bác nhé. Đấy, thì các bác có thể tháo cái ốc ở đây này để vệ sinh cái lớp lưới thôi. Đấy, rất là dễ dàng. Và trên dòng đẩy này thì nó sử dụng là chiết áp, thì sử dụng là chiết áp bi, nên là khi các bác xoay lên xoay xuống nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, các bác có thể sử dụng rất là nhẹ nhàng luôn. Và các đèn báo như là power này, signal này, signal 2 clip và loop 4. Và giữa thì sẽ có một màn hình hiển thị là bao gồm ngày này, giờ này và âm lượng của từng kênh một ở đây để dành cho các bác và anh em có thể thấy. Đấy, và nút nguồn ở giữa này bật tắt. Và đương nhiên là dòng đẩy này thì của hãng PS Audio thì thuộc dòng series LA, thì đương nhiên là nó sẽ sử dụng là dây nguồn rời nhé các bác nhé. Sử dụng hầu như là series LA sẽ sử dụng 100% là nguồn rời, từ 2 kênh cho đến 3 kênh, 4 kênh đều sử dụng nguồn rời 100%. Thì cái đặc trưng của cái nguồn rời này thì em đã nói rất là nhiều ở trên các clip rồi, đó là nó chống cho các bác, thứ nhất là khi các bác di chuyển dễ dàng này. Đấy, dây nó không bị vướng, không bị mắc vào đâu cả. Và thứ hai nữa là chống được gãy, gập, là đặc điểm ở trên những dòng dây liền nó hay bị như vậy, nhưng mà dòng dây rời này nó sẽ không bị, một cái rất là hay. Đấy, và khi các bác tháo ra tháo vào nó dễ dàng. Và đối với dòng đẩy này ấy, thì nó sẽ có 4 đường input, đó là 4 đường out để các bác có thể nối tín hiệu loa bằng đường new trích vào. Và đồng nghĩa với đó là sẽ có 4 đường cắm để các bác có thể nối tín hiệu ra loa bằng jack kẹp truyền thống nhé. Và dưới này thì đồng nghĩa với đó là sẽ có 4 đường input để các bác có thể cắm lên vang. Đấy, 4 đường input. Và có 2 đường link tín hiệu là link 1 và link 3 để các bác có thể link các kênh này, hoặc là link tín hiệu nhạc xuống dòng đẩy khác. Và đối với dòng đẩy này thì nó sẽ có đầy đủ các chế độ gạt như là Parallel này, Prime này và Stereo. Đấy, thì sẽ có đầy đủ ở đây nha các bác nhé. Và đặc điểm của cái dòng này ấy, thì nó sẽ có thêm độ nhạy là sensitivity, tức là độ nhạy của trên dòng đẩy này nó sẽ có là 0.7 này, 1V và 1.4. Thì bình thường các bác dùng, các bác cứ để nguyên chế độ 0.7 nhé, là chế độ công suất lớn nhất của dòng đẩy này, độ nhạy cao nhất, thì nó sẽ cho ra loa nó sẽ tốt hơn và sáng hơn, sạch hơn cho các bác và anh em. Đấy, đây. Và đương nhiên là một dòng đẩy chất và một dòng đẩy hay thì sẽ được bảo hành dòng này, thì bên em sẽ bảo hành cho các bác lên đến 2 năm đối với dòng đẩy này nhé. Đấy, và nhà hãng PS Audio. Và một dòng đẩy chất lượng công suất lớn như thế này thì đều đã có mặt tại hai chi nhánh ở bên cả anh em. Và em xin phép được cũng được báo giá luôn các bác, cái dòng đẩy này ấy, thì nhà hãng cũng đang chào bán với giá chỉ trên 15 triệu đồng một chiếc này thôi nhé các bác nhé. Mà công suất lớn dành cho anh em sự kiện. Đấy, bác nào mà không thích nguồn xung thì có thể sử dụng sang nguồn xuyến công suất lớn này để các bác có thể đánh loa array hay là những dòng loa full đôi, đánh rất là ok, lực trâu bò trên dòng đẩy này.
và phần nguồn xuyến này các bác có thể thấy này, ở trên cái dòng đẩy PS Audio LA series LA thì các bác có thể thấy này, từ cái phần thanh này, thanh tản nhiệt ở đây này, đấy cái thanh tản nhiệt này, và từng cái feed, tức là ở đây hay gọi là cái feed này, đấy, cái tấm feed mà để lắp linh kiện này đấy, và những cái tấm vip của bên tụ cũng thế, hay là tụ thì đều được dập cái dấu là PS Audio nha các bác nhé, đều được dập những cái dấu là PS Audio ở đây. Thứ nhất là dập ở đây thì nó giúp các bác có thể tránh được tình trạng là hàng giả hàng nhái đấy, một cái cực kỳ hay và trau chuốt của hãng PS Audio đấy. Thì em cũng xin phép được quên mất ở đây là em cũng xin phép là em sẽ quay vào cái phần thông số để các bác có thể tham khảo ở trên dòng đẩy PS Audio LA18004 này. Đối với dòng này thì nó sẽ sử dụng hoàn toàn là quyển sổ hướng dẫn bằng tiếng Anh hết nha các bác nhé. Đối với dòng đẩy này thì các bác có thể nhìn thấy này, LA1804 công suất ở trở kháng 8 ohm sẽ là 1500W này, còn ở trở kháng 4 ohm sẽ là 2250W nha các bác nhé. Thì đây là 1504. Đối với hai mã series này thì bên em đã đều có nhé các bác nhé, đều có đầy đủ hai mã series sản phẩm là 1504 và 1804, đều đầy đủ cho các bác có thể sử dụng. Đấy, anh em nào cần dòng nào thì có thể liên hệ với bên cảng Hiếu Minh bên em. Thì đối với dòng đẩy này thì ngoài cái bên cái phần công suất này ra thì các bác có thể thấy là các phần dây này, đặc điểm của những cái dây mà đi vào những phần bo mạch công suất ấy, thì các bác có thể thấy là đi rất là gọn gàng nha các bác nhé, ngăn nắp. Đấy, và từng cái dây một này nó sẽ được quấn lại bởi những cái dây cao su rất là chắc chắn, đẹp. Đấy, đây, gọn gàng, rất là đẹp nha các bác nhé, đã thể hiện sự tỉ mỉ của hãng PS Audio rồi. Và dòng này nó sử dụng lên đến 4 quạt gió tản nhiệt, nên là khi các bác sờ vào nó hoạt động là nó sẽ rất là mát. Và đặc điểm của phiên bản 2023 này thì dòng đẩy nó sẽ có chế độ là chế độ tự ngắt. Đấy, để giúp cho bảo vệ chính chiếc đẩy này của các bác khi các bác đấu sai dây hay là các bác đấu nhầm dây, bị chập dây vào nhau. Đấy, là chống chập luôn cho các bác và anh em. Và dòng này thì các bác có thể thấy là phần nguồn này, nguồn nó sử dụng một phần nguồn rất là lớn luôn nhé, nguồn rất là lớn. Nguồn này nó phải lên đến 23 phân nhé các bác nhé, nguồn 23 phân. Đấy, thì bên em đã đo rồi, em đã đo trực tiếp nguồn 23 phân và size cao là size 3U. Đấy, để giúp các bác và để đánh tốt ra đẩy, ra loa nó được tốt hơn nha các bác nhé, đánh đẩy ra loa sẽ được tốt hơn rất là nhiều. Và đặc điểm của dòng này thì nó sử dụng cái phần bên phần bo mạch công suất là nó sử dụng là sò, là sò NJW nha các bác nhé, là một trong những dòng sò của Mỹ, nên là khi cái tín hiệu nhạc ra đánh trâu này, sáng này, sạch là trên dòng sò NJW này, thường thường sử dụng ở trên những dòng loa full thì các bác có thể để ý thấy đây, sò NJW này. Đấy, các bác có thể thấy chưa, nó rất là sắc nét nha các bác nhé, đầy đủ thông số này, rõ ràng cho các bác và anh em có thể thấy. Đấy, còn ở đây nó sử dụng hoàn toàn 100% là những con chở, là chở màu cà phê các bác nhé, chở màu cà phê. Thì đây là những cái dòng đặc trưng của những dòng series PS LA rồi, là nó sẽ sử dụng những con chở cao cấp, nên là các bác có thể thấy những con chở này, đây những cái mã này nó sẽ in ở trên, nó trực tiếp trên đây luôn. Đấy, các bác anh em có thể thấy. Và dòng này thì các bác có thể thấy là nó sẽ sử dụng là sẽ có những con tín hiệu chống sốc lên loa này và chống ù xì lên loa, là những phiên bản của năm 2023 này nó sẽ có trên những dòng series LA nha các bác nhé. Bác có thể thấy này, con này nó sử dụng là 24 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12, 14 này, 16 này, 18 này, 20, 40, tổng là 80 sò nha các bác nhé. Con này nó sử dụng nó tổng đến 80 sò, rất là lớn luôn. Và tụ thì bên phần tụ lọc nguồn thì các bác có thể thấy là con này nó sử dụng là tụ là 1300 microfarad và 100V, chỉ số rất là lớn. Bình thường những dòng tụ nó chỉ sử dụng đến 60 80, và đây là đến 100 microfarad là rất là lớn, và nó rất là tỉ mỉ là sử dụng là 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 tụ lọc nguồn nha các bác nhé, 16 tụ lọc nguồn này. Và trên cái phần bo của tụ này thì nó sẽ có một cái khay nhôm đây để giúp tản nhiệt cho những con tụ ở đây nha các bác nhé, tản nhiệt cho những con tụ ở đây. Đấy, và bóng chống cháy thì anh em và các bác có thể nhìn thấy này, con chở 5 vạch màu và 7 vạch màu cực kỳ đẹp và chắc chắn. Và thứ hai nữa là nhìn nó, các bác nhìn nó
nó được ghim rất là chắc chắn nha các bác nhé. Các bác nhìn thấy chưa, ghim rất là chắc chắn luôn. Đây em lấy lên đấy. Rồi đấy là em đã vừa review qua cho các bác về dòng đẩy PS Audio LA1804 mà bên cửa hàng Hiếu Minh bên em vừa mới về. Thì bốn đối với dòng đẩy này, kể cả 1504 hay là 1804 thì đều đã có hàng tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam bên em. Thì các bác có thể qua trực tiếp tại hai cơ sở bên em để tham khảo và cũng như là lựa chọn cho mình những sản phẩm karaoke ưng ý nhất dành cho anh em hay là sự kiện. Đấy. Thì đối với dòng này thì đã đều có, bác có thể nâng cấp này hay là hỗ trợ đổi mới, bên em sẽ đều có chương trình dành cho các bác và anh em nhé. Và em một clip để thông báo, thứ nhất là thông báo hàng về và thứ hai là để review cho các bác và anh em về dòng đẩy PS Audio LA1804 này. Thì các bác có thể qua trực tiếp tại hai cơ sở bên em. Cơ sở 1 là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội và cơ sở 2 là 48B Cư Xá, Bà Điểm, quốc lộ 22 Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đã có mặt hàng này để phục vụ các bác và anh em. Và số điện thoại hotline là 0919182233 và 086999729 và 0982352313. Đấy thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho em qua các số này nhé để lựa chọn cho mình những bộ karaoke ưng ý nhất cho các bác và anh em. Và em xin phép kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong các clip tiếp theo của bên cửa hàng Hiếu Minh Audio bên em nhé.